này thiện hiện như thế đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo hành hạnh bồ tát thành thục hữu tình các loài hữu tình đã thành thục rồi tùy theo căn cơ của chúng lần lượt an lập hoặc khiến trụ quả dự lưu hoặc khiến trụ quả nhất lai hoặc khiến trụ quả bất hoàn hoặc khiến trụ quả a la hán hoặc khiến trụ quả vị độc giác hoặc khiến trụ bậc đại bồ tát hoặc khiến trụ quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ khi sơ phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do sức phương tiện thiện xảo này thấy các hữu tình tâm nhiều loạn động, đối với các cảnh dục chẳng có thể tĩnh lặng nên phương tiện khiến nhập Tam Ma địa thủ thắng bảo họ thế này, hãy đến đây thiện nam tử, ngươi nên tu tập Tam Ma địa thủ thắng chớ khởi tán loạn và tưởng đằng trì. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tất cả pháp ấy đều bản tánh không. Trong bản tánh không, không có pháp có thể nắm bắt, có thể gọi là tán loạn hoặc gọi là nhất tâm. Nếu các ngươi có thể an trụ định thủ thắng này, thì việc thiện mà mình làm đều mau thành tựu mỹ mãn, cũng tùy theo ý muốn an trụ bản tánh không. Thế nào gọi là việc thiện mà mình làm? Đó là khởi nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh thủ thắng hoặc tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc tu bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoặc an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn Pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc an trụ trơn như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc hướng đến tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc tu địa đại Bồ Tát, hoặc tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc tu 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tu 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu đạo thanh văn, đạo độc giác, đạo Bồ Tát, đạo Như Lai hoặc tu quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, quả vị độc giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, hoặc thành thục hữu tình, hoặc nghiêm tịnh cõi Phật, tất cả thiện pháp thanh tịnh thủ thắng như thế, do định lực thủ thắng đều mau thành tựu và tùy theo sở nguyện an trụ bản tánh không.